mà có một cái nền văn hóa của nhân loại như thế mà để mai một, nên là cô rất chăn trở và cô đã có một cái ý tưởng và quyết định đi đến là khôi phục lại cái làn điệu ca trù của mẫu. Sau đây bọn cháu có một vài câu hỏi phần phỏng vấn và muốn tìm hiểu về ca trù Đào Đặng của mình ạ. Và cháu có một vài câu hỏi muốn hỏi cô ạ. Như bọn cháu đã biết thì ca trù là một bộ môn tương đối khó, và đây là một làn điệu đã bị mai một. Thì theo cô thì động lực nào đã khiến cô khơi dậy được cái niềm đam mê của mình đối với ca trù ạ? Nói về ca trù là một cái nét đẹp của văn hóa của người Việt Nam, cũng như là được UNESCO đã ghi danh là văn hóa phi vật thể của nhân loại. Cô là một người con của mẫu Đào Nương, mà khi mà cô ở trên cái mảnh đất của mẫu mà có một cái nền văn hóa của nhân loại như thế mà để mai một, nên là cô rất chăn trở và cô đã có một cái ý tưởng và quyết định đi đến là khôi phục lại cái làn điệu ca trù của mẫu, để cho cái làn điệu ca trù này sống mãi với cái mảnh đất Đào Đặng nói riêng và cũng như thành phố Hưng Yên và tất cả của nhân loại nói chung. Vâng ạ. Đấy là một cái niềm đam mê của cô. Vâng ạ. Thì cháu muốn biết đấy là trong quá trình khôi phục cái làn điệu cũ của mình ạ, thì cô đã gặp phải những cái khó khăn gì khi Trước khi mà vào để khôi phục cái ca trù này, cô cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn. Trước tiên là về phải khôi phục lại và tìm được những người ta có năng khiếu mà người ta ham mê về cái nghệ thuật ca trù này, là cái trước tiên, là cái khó khăn trước tiên. Và cái khó khăn tiếp theo là về kinh tế và cái cơ sở vật chất chúng cô rất là thiếu, nên là chúng cô cũng tạo điều kiện và rất là chăn trở về cái này, và khôi phục được cái này cũng rất là khó. Tự vì là từ một cái đi vận động những người yêu nghệ thuật và có tiếng hát để vào trong câu lạc bộ, đấy cũng là một cái điều rất là khó rồi cháu ạ. Trong câu lạc bộ của mình hiện tại ạ, thì cái số thành viên của câu lạc bộ là có nhiều thành viên không ạ? Và cái lứa tuổi mà tham gia vào câu lạc bộ của mình có đa dạng lứa tuổi không? Trước khi thành lập câu lạc bộ ca trù, bắt đầu mà thành lập thì là cô vận động được có 8 thành viên. Nhưng mà đến bây giờ thì về cái niềm đam mê nghệ thuật, và dần dần mọi người cũng đã hiểu về cái nghệ thuật ca trù, nó là một cái nghệ thuật bác học rất dù khó nhưng mà là rất là phong phú, nên bây giờ mọi người cũng đã hiểu được. Và câu lạc bộ cô đã được 28 thành viên, trong đó người lớn tuổi nhất là Điểu là 78 tuổi, và người bé tuổi nhất là 13 tuổi. Đó là một cái, nó cũng đa dạng về lứa tuổi cháu ạ. Dạ vâng, thì bên cạnh đó thì cháu muốn hỏi ý kiến riêng của cô về cái việc đưa ca trù vào với được giới trẻ bây giờ ạ. Bởi vì như được biết thì đối với giới trẻ bây giờ thì tác động rất nhiều đến những cái nền âm nhạc của quốc tế. Đối với giới trẻ thì những cái dòng âm nhạc cổ như ca trù, vọng chèo hoặc quan họ thì nó rất khó đối với giới trẻ. Thì theo cô thì có những cái cách như thế nào để đưa ca trù vào với giới trẻ, để khơi dậy cái niềm đam mê ca trù đối với giới trẻ bây giờ ạ? Đấy là một cái niềm trăn trở riêng của cô. Thì bây giờ là cái về cái thời hiện đại và cái ca nhạc của cái thời hiện đại của quốc tế nó hội nhập rồi, nên là các lứa tuổi trẻ thì rất khó đưa vào cái nền cái nghệ thuật truyền thống, nên là cô rất trăn trở và cô muốn được tất cả các cấp ban ngành quan tâm đến và đưa các thể loại như ví dụ ca trù là nghệ thuật truyền thống đi vào trường học, thì đấy là mới khơi dậy được và để gìn giữ được vững bền những cái nghệ thuật truyền thống. Cháu rất là cảm ơn cô vì những chia sẻ chân thành cô, và bây giờ nhóm của cháu muốn John.
đàn thoảng hay bất dân nghe não nuột mây dây bất dân dường tham điểm tâm tức bay lâu khúc sầu cháu mày tay gầy khúc sầu dãi bày hết nỗi trước sau muôn bàn thờ